chặt là ai xấu thì người ta không nói gì em. Hả? Bắt sao còn vận hái? Cái đuổi trong kiểu cây sợ hãi. Việc bắt là bắt, kiểu hái là hái. Ông này liều chưa? Liều. Rồi tí mua bán cho 20.000 một cân nhá. Từ sáng thì được mấy cân này? Có được 5-6 cân này. Hả? 5-6 cân. Một ngày khoảng được bao nhiêu cân? 10 cân. 10 cân á? À. Thấy gì đâu. À, một ngày được 10 cân là được bán 50.000 một cân là thành 5 lít. À, 5 lít kia cho 5 người. Mỗi người được 1 lít. 1 lít. Ngọc Lạc hả? Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Thì nếu mình phải dọn cái này đi cho họ chứ hả? Vâng.